11:47. 11:47. Chú Ben. Cô không ngủ sao? Rồi qua đi. Xuống khoảng chừng 7 hàng. Anh đây nè, có chuyện này tôi muốn nói rõ với cô. Khi mà tôi đồng ý người phụ nữ bên cạnh giúp đỡ mình, tính cách của cô rất tốt. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Giờ tôi đang cần nói, chỉ nhắc cô trước một điều tránh sau này khó xử. Chỉ nhắc cô trước một điều tránh sau này khó xử. Không được nảy sinh tình cảm với tôi. Rồi, qua 4 hàng. Anh đây là nghiêm túc đó. Thôi khuya rồi, cô về phòng ngủ đi. Mai cô đi cùng với tôi. Hy vọng là ông chủ đồng ý đề xuất.